trở lại với kênh channel của mình. Mọi người nhìn tiêu đề thì mọi người cũng đoán được, hôm nay mình sẽ thử một loại bánh trung thu rất là lạ, đó chính là bánh trung thu đông trùng hạ thảo. Và hiện tại thì mình có 4 cái bánh. Mình cũng không biết tại sao nhà mình tự nhiên lại có 4 cái bánh trung thu đông trùng hạ thảo ở nhà. Mình đi học buổi sáng thì buổi trưa chiều mình về đã thấy 4 cái bánh đấy ở trên mặt bàn rồi. Và bây giờ mình sẽ thử với mọi người luôn. Đây là 4 cái bánh trung thu đông trùng hạ thảo. Cũng không thể hiểu được luôn. 4 cái bánh này thì vỏ hộp cũng giống nhau. Theo mình nhìn thấy thì ở trên này này, nó có ghi cái tên hãng, đó chính là Elite Asian Việt Nam. Thì mình sẽ bóc hết tất cả 4 cái bánh ra. Cốc nước chè chất chê 4 cái bánh. Mình có nhìn rõ chữ không? Đây là vị sen này, nó sẽ có cái vỏ màu trắng. Tiếp đó là vị trà, giống kiểu matcha vậy đó. Mình thấy cái vỏ màu xanh là cây. Tiếp theo là một cái vị mè, vỏ màu đen. Và cuối cùng là một cái đậu xanh nhưng vỏ lại màu đỏ. Mình không thể biết được luôn. Mình sẽ thử trà xanh đầu tiên đi. Trà đầu tiên. Tại vì mình đoán là cái này nó sẽ là vị trà xanh, nhưng mình cũng không biết rõ nó là vị gì. Ui, bóc khó nhỉ. Có bánh nó sẽ như thế này. Bánh cũng to hết mọi người ạ. Rất to. Bây giờ mình sẽ cắt ra. Mình xin phép là mỗi cái mình sẽ chỉ ăn thử một chút thôi. Tại vì bánh trung thu mọi người biết nó rất béo, rất nhiều calo. Và hôm nay mình không đi tập vì trung thu mà. Trung thu mà còn tập nữa thì nói làm gì. Trung thu là phải ở nhà ăn bánh trung thu. Xong rồi béo ú lên. Rồi chúng mình lại đi tập. Hình như nó là thực cẩm. Đây mọi người, cái nhân này. Mình cũng không... Nó có thịt bò khô bên trong này. Mình sẽ thử nhá. Không biết mọi người có nhìn rõ cái thịt bò khô không? Hay là đấy không phải thịt bò khô, mình không biết. Nó bảo là vị trà nhưng mà mình lấy vị trà gì cả. Như kiểu mình đang ăn bánh đậu xanh ấy. Này, lại một cái dây dài nữa này. Thế không biết cái này rất là bị bò khô hay là cái gì. Không, không phải thì bò khô đâu mọi người ạ. Nó một loại đông trùng hạ thảo. Và mình không thể biết nó là cái gì. Nói chung là ăn nó có vị ngọt ngọt, có vị đậu xanh lắm mọi người. Chúng ta ăn thử vị mè đen đi. Bánh vị mè màu đen thui thủi thui thui. Bây giờ mình sẽ cắt ra nha. Cái này thì mùi nó không thơm mà cái màu xanh lá cây kia, không thơm mà cái vị trà kia. Mình cũng sẽ ăn một xíu thôi. Được cái là bánh này không bị khô, rất là mềm. Mỗi tội là cái trà xanh kia, trà xanh mình cắt ra mà nó cái nhân nó bừa tù lũ. Cái này đẹp quá nè. Mọi người có nhìn thấy rõ mấy cái hạt mè không? Đẹp quá. Ngon ngon. Cái vị mè này ngon lắm luôn ấy. Nó lại có cái sợi sợi này, chứng tỏ cái này là đông trùng hạ thảo rồi chứ không phải chỉ bò khô. Cái vị mè ngon lắm, cực kỳ rõ vị mè luôn, không bị ngọt, ngon, cực ngon luôn, ngon. Tức là nó không phải là đến mức mà quá là ngọt, nhưng mà vì mình là người không hay ăn đồ ngọt ấy. Mình cảm thấy là mình vẫn để uống nước chè để cho nó đỡ ngọt đi. Thế là để cho nó đỡ lẫn vị ấy. Thì tí nó còn thử nó vị khác nữa. Vị nó màu đỏ như này đi. Ôi, thế rõ mấy bông hoa thảm cầu kỳ phết. Cái này có mùi. Cái này có mùi thơm lắm nhá. Thì không nhớ là cái mùi gì, nhưng mà rất là tội nó lại là thơm. Mình cũng sẽ
cắt một miếng để ăn thử xem vị nó sẽ như thế nào. Bên trong này rất nhiều đậu xanh và các loại hạt. Rõ vị đậu xanh hơn cái màu xanh lá cây kia. Cũng ngon mọi người ạ. Nó có thêm những cái đông trùng hạ thảo bên trong ấy. Thế nên là ăn cực kỳ bùi luôn. Mà không có cảm giác là mình bị ngọt vì đường ở trong cái nhân ấy. Ngon à, chiếc bánh cuối cùng bị sen. Một màu trắng tinh khôi. Nhưng mà mùi cái vỏ bánh này rất giống mùi vỏ bánh bao. Nếu mà bạn nào hay ăn bánh bao, mình đi học mình rất hay ăn bánh bao. Trời ơi, cái vỏ bánh này mùi rất giống bánh bao. Ui mềm thế. Ui cái này mềm lắm luôn ý. Wow, siêu mềm luôn. Nó cũng lại có những cái nguyên liệu hạt hạt đông trùng hạ thảo và sen xanh nữa. Cá tàu này bảo thông ngon. Nó là ngon. Dạ man. Ngon. Cái vị sen này rất ngon. Tại vì nó có táo tàu mọi người ạ. Táo tàu, táo mèo gì đấy. Ôi cái nhân ngon quá. Tiêu mọi người hơi ghê. Nhưng mà ngon. Ngon dã man. Ngon quá. Đỉnh đỉnh đỉnh. Vậy là vừa rồi mình đã thử hết 4 loại bánh trung thu đông trùng hạ thảo mà tự nhiên nhà mình có. Và thực sự là mình cảm thấy rất là ngon. Trừ cái vị trà màu xanh lá cây này ra thì mọi người có thể thử cái sen, cái mè và cái đậu xanh rất là ngon. Cái sen thì ở bên trong nó sẽ có sen xay nhuyễn cùng với cả táo tàu, táo mèo gì đấy, kết hợp vào cái vị ngọt của táo tàu, táo mèo với cái sen xay nhuyễn và các đông trùng hạ thảo. Cái sợi sợi ở trong này ăn rất là ngon. Vỏ bánh cực kỳ mềm. Cái bánh sen này là cái bánh mà mềm nhất trong 4 loại bánh mà hôm nay mình thử. Tiếp theo là cái vị đậu xanh này thì nó cũng rất là ngon. Đậu xanh rất là nhiều cùng với cả các thể loại đông trùng hạ thảo dây dây đấy mà mình không biết là cái gì. Cũng ngon, cũng thơm, không bị quá là ngọt. Và cái cuối cùng mà mình thích thứ ba là cái mè này. Cái mè này ăn cực kỳ ngon, cực kỳ rõ cái vị mè bên trong, cực kỳ nhiều hạt mè luôn. Nếu mà nói thích nhất thì chắc là mình sẽ thích nhất cái xe này. Thế xong rồi đến cái mè, cuối cùng là cái đậu xanh. Thực ra cái đậu xanh thì cũng không có gì quá là mới cả. Nhưng mà mình cảm thấy là nó ăn ngon và nó đỡ ngọt hơn các bánh trung thu truyền thống mà mọi người hay mua. Video hôm nay mình thử cái bánh trung thu đông trùng hạ thảo đến đây là hết rồi. Và mình cảm ơn mọi người vì đã xem hết cái clip này. Và mong là mọi người sẽ có một trung thu thật là vui, thật là ấm áp bên gia đình. Hẹn gặp lại mọi người vào những video lần sau. Bye bye.